Yeah. Xong con đi chi qua. Nhân ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Nhung để chúng ta đi tới một bài học mới. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát một tấm hình. Ở đây chúng ta đang có hai bạn cùng nhau sử dụng máy tính cá nhân. Bạn đầu tiên nói rằng Konoba Sokawa Furi no de Tsukau no wa taihen desu. Cái máy tính này á thì bị cũ rồi, cho nên là cách sử dụng của nó thì khá là vất vả. Bạn nam bắt đầu có trả lời là so desu ka. Kore wa atarashii no de tsukau no wa kantan desu. À thế à, cái này thì vì là mới cho nên là cách sử dụng của nó đơn giản. Chúng ta có furui pasokon wa tsukai nikui desu. Atarashii pasokon wa tsukai yasui desu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tới với một cấu trúc ngữ pháp nikui và yasui. Chúng ta có động từ must, bỏ must, thêm yasui và nikui, ý nghĩa của nó là dễ làm gì đó hay khó làm gì đó. Trường hợp đầu tiên là dùng để nói về hành động nào đó dễ làm hay khó làm. Chúng ta có tấm hình như sau. À, chúng ta có hai con bạch tuộc, một con thì nhỏ và một con thì to. Chi sai nổ đế. Nếu mà vì nhỏ thì cho nên là ta bên nhà sui desu. Nhưng oki nổ đế vì to cho nên là ta bên nhì cười desu. Chúng ta có nhỏ thì dễ ăn mà to thì khó ăn. Chi sai nổ đế ta bên nhà sui desu. Oki nổ đế ta bên nhì cười desu. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa là nói về một sự vật, sự việc nào đó dễ hay là khó thay đổi. Như chúng ta có từ sui nổ đế. Vì là mỏng, cho nên là ware gì sui, ya sui desu, tức là dễ vỡ. Nhưng chui nổ đế vì nó dày, cho nên là nó sẽ ware gì cư desu, khó vỡ. Từ sui nổ đế, ware gì ya sui desu. Và chui nổ đế, ware gì cư desu. Kono ji so wa ji ga ooki desu. Chúng ta có động từ mimasu. Vậy thì cái quyển từ điển này vì chữ nó to cho nên chúng ta sẽ nào? Chúng ta sẽ dễ xem. Vậy thì chúng ta sẽ có đổi thành là ooki cử tê. Và mimasu chúng ta sẽ đổi thành là mi ya sui desu. Kono ji so wa ji ga ooki cử tê mi ya sui desu. Kono michi wa semai desu. Con đường này thì hẹp. Con đường này thì hẹp thì sao nào? Thì khó lái xe đúng không nào? Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đổi semai desu thành semai cử tê và intenshimasu chúng ta sẽ đổi thành là intenshin nikui desu. Kono michi wa semai cử tê intenshin nikui desu. Con đường này vì hẹp cho nên là khó lái. Tiếp theo nào? Kono kasawa yasui desu. Kowaremasu chúng ta sẽ có động từ là kowaremasu. Vậy thì cái dù này thì sao? Cái dù này thì vì rẻ cho nên là dễ bị hỏng. Vậy già sui để chúng ta sẽ đổi thành là già sư cử tê và was. Cô wa re ma chúng ta sẽ có là cô wa re già sui desu. Cô no ka sa wa già sư cử tê, cô wa re già sui desu. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, các bạn cứ comment ở bên dưới, đội ngũ giáo viên của trường Hoa Sen sẽ giải đáp cho các bạn. Ngoài ra, các bạn nhớ click vào link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn luyện được ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta vừa mới học. Hẹn gặp lại các bạn trong video này.